Một thông tin mới vừa được đưa ra vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Sở Giáo dục, Sở Văn hóa Thể thao và 24 quận huyện thông báo chính thức về việc sẽ chấm dứt việc tổ chức học, dạy thêm tại các trường trên địa bàn kể từ năm học 2016-2017. Và hiện thông tin này thì đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Với thầy Đỗ Đức Anh, một gương mặt nhà giáo trẻ tiêu biểu, người nổi tiếng với các dự án giáo dục được nhiều bạn trẻ yêu mến, thì mức lương trong trường chỉ khoảng 3,6 triệu đồng một tháng, quả là một sự xoay sở khó khăn nếu không có những giờ dạy thêm ở trung tâm như thế này. Còn biết bao thầy cô đang ngày giờ vật lộn ở các trung tâm văn hóa ngoài giờ và cả những lớp dạy thêm khác nữa. Khi có thông báo về việc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt việc dạy và học thêm, với họ thật không tránh khỏi những bức xúc. Hình như người ta không quản lý được nên người ta cấm. Và rõ ràng là chúng ta phải, những người đầu tàu phải là những người nghĩ ra được các biện pháp quản lý. Chúng tôi là những người đi dạy, chúng tôi chỉ quản lý bản thân, chúng tôi quản lý học trò chúng tôi thôi, chúng tôi không quản lý ở một cái cấp vĩ mô hơn được. Cái lý do cơ bản nhất của việc đi học thêm vẫn là vì kiến thức và vì thi cử. Ai cũng muốn thành công, và giáo dục ở Việt Nam không phải là giáo dục để hạnh phúc mà giáo dục để thành công. Cái mục đích cuối cùng của người Việt, của nền giáo dục Việt như vậy, cho nên buộc lòng người ta phải đi học thêm thôi. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 năm nay cũng được Bộ dự kiến có 60% cơ bản, 40% nâng cao. Vậy con số 40% đó lấy từ đâu ra nếu học sinh đó không vững vàng kiến thức mà chỉ tiếp thu từ những giờ học trên lớp, nơi vốn đã gồng mình truyền tải lượng kiến thức khổng lồ. Vì thế, việc thành phố yêu cầu chấm dứt học thêm, dạy thêm hiện vẫn đang vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Luật mà ra cấm cái việc dạy học thêm thì em thấy là cũng không đúng lắm, tại vì học thêm là nhu cầu của mỗi người thôi. Cái thời gian mình học ở trong trường á, một ngày từ sáng tới chiều á, em nghĩ nó đã đủ để mình mệt rồi. Chỉ nên cấm những cái chuyện giống như là dạy thêm mà giống như là một lớp mà quá nhiều người, hoặc là dạy thêm một kiểu mà cách mà đại trà mà không có một cái rõ ràng nào đó thôi. Thấy nó vẫn chưa được xét đáng lắm. Cái đó là do mong muốn của phụ huynh, là muốn con em mình đi học thêm để trau dồi thêm những cái kiến thức. Không ít các em trong số những học sinh này đã tham gia học thêm từ những năm cấp 1. Như một quy định, cầu cần thì cung có, các em vẫn chọn tới các lớp học thêm. Còn đa phần chính quyền bấy lâu nay vẫn khó lòng kiểm soát được, dẫn đến việc dạy và học thêm càng thiếu sự minh bạch. Bởi vì là dạy thêm thì nó sẽ có những tiêu cực ABCD, cho nên cấm. Cái chuyện đó không được. Bởi vì sách cho cùng thì ngành nghề giáo viên hay là bác sĩ hay là cái ngành nghề nào đó thì người ta có quyền làm thêm, mà quyền làm thêm, quyền dạy giảng dạy là đâu quyền của người ta, mình cấm sao được. Nếu như mà cái lương bổng của chúng tôi nó đã trang trải đủ tất cả những cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống tôi, của cuộc sống của riêng bản thân tôi, và nó phụ giúp được cho gia đình tôi một phần nào. Và thêm một điều nữa đó là cái chương trình sách giáo khoa nó cũng không có nặng nề như hiện tại. Cái việc thi cử nó cũng không có căng thẳng như bây giờ, thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ chẳng cần phải dạy thêm nữa. Quy định đưa xuống thì chắc chắn phải chấp hành, nhưng liệu có quá vội vàng hay không? Đã thấu tình đạt lý hay chưa? Có lẽ vẫn là vấn đề đáng bàn trước khi nói tới câu chuyện không đồng bộ các vùng hay những biến tướng khác. Ví như bỏ dạy thêm để bắt đầu dạy chui chẳng hạn. Các nhà hàng, quán bar, cà phê, vũ trường, spa ở Thành phố Hồ Chí Minh phải làm bản cam kết quản lý chặt chẽ nhân viên, không để xảy ra tình trạng bán dâm hoặc là khiêu dâm, kích dục cho khách tại cơ sở kinh doanh. Đồng thời phải treo biển không khiêu dâm khi hoạt động các loại hình kinh doanh nhạy cảm trên. Đây là quy định được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân. Các quán bia, club, bar, vũ trường ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều không đếm xuể. Hoạt động từ chiều sớm đến khuya. Bar, beer club hay spa, massage đều có thể là những nơi có hoạt động mại dâm ẩn náu bên trong. Và những hình thức biến tướng để mại dâm ngày càng tinh vi và phức tạp. Điều đó làm các tệ nạn xã hội gia tăng, gây khó cho những nhà quản lý. Sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi triển khai cho các cái cơ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, và kéo theo các loại hình dịch vụ, trong đó thì có các cái loại bar, massage, rồi kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Các cái loại hình này thì nó diễn biến hết sức phức tạp. Việc các cơ sở kinh doanh nhạy cảm phải cam kết với 6 nội dung nhằm không để xảy ra tình trạng mua bán dâm hoặc khiêu dâm, kích dục cho khách tại cơ sở kinh doanh là điều hoàn toàn cần thiết.
Thì theo như tôi đi thì tôi thấy là nếu mà thành phố Hồ Chí Minh mình mà ra được quyết định vậy thì rất là tốt. Này thì nó cũng sẽ những cái kinh doanh, những hoạt động trá hình thì cũng rất là nhiều. Nên quyết định của thành phố đưa ra thì nó sẽ giảm được cái vấn đề này, phải không? À, tôi nghĩ như vậy có thể là giảm được cái tình trạng mà hoạt động trá hình đó. Nhiều chủ kinh doanh nhạy cho rằng sẽ có sự cạnh tranh công bằng và môi trường kinh doanh nhạy cảm này được trong sạch hơn. Mặc dù đường nào cũng mình cũng phải đi thư giãn, nhưng mà cái thư giãn đó thì mang tính chất là nó đổi trụy hơn là cái thư giãn này. Và như vậy thì làm cho những cái cơ sở khác nó thể như cơ sở này chẳng hạn thì nó là rất là vất vả trong cái vấn đề tìm kiếm khách hàng để mà có một cái nguồn thu nhập cho mình. Có những cái trưởng cơ sở mà họ kinh doanh lành mạnh, cho nên là nếu như mà chính quyền mình á, có dán một cái bảng cấm kích dục mại dâm ở ngoài đằng trước mỗi cái tiệm cơ sở kinh doanh nhạy cảm thì tôi nghĩ là tôi rất là đồng ý với cái quyết định đó của nhà nước mình. Việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm phải treo biển không khiêu dâm là điều nên làm. Nhưng cần thiết nhất vẫn là sự kiểm soát các hoạt động này như thế nào cho chặt chẽ. Treo biển, cam kết mà thiếu hành động kiểm soát đi kèm thì tất cả vẫn chỉ là hình thức. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đáng chú ý là có quy định trẻ em từ 6 tuổi trở lên được sử dụng thẻ ATM có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Theo đó, đối với thẻ phụ, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ, thẻ ghi nợ không thấu chi, thẻ trả trước. Ngoài ra, thông tư cũng quy định thẻ chính đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ, được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước. Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian miễn thị thực thêm 1 năm cho 5 quốc gia Tây Âu. Theo đó, từ tháng 7 này thì công dân Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú ở Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Theo đó, Tây Âu là thị trường du lịch truyền thống của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang đón khoảng 700.000 khách từ thị trường này, là thấp so với mức tiềm năng. Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh sẽ giúp Việt Nam thu hút nhiều khách du lịch. Theo chỉ số hạn chế nhập cảnh toàn cầu năm 2016, công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia thuộc nhóm 10 nước được miễn thị thực nhất thế giới. Hiện nay Việt Nam đang miễn thị thực đơn phương cho du khách đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Belarus, cũng như miễn thị thực song phương cho 9 nước ASEAN. Nhằm công khai minh bạch giá cả cho khách du lịch thuê phòng lưu trú tại các khách sạn khi mà đến Nha Trang, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa vừa mở chuyên mục bảng giá các cơ sở lưu trú trên website của Trung tâm tại địa chỉ nhatrang-travel.com. Theo đó, du khách sẽ tham khảo lựa chọn đặt chỗ khách sạn theo nhu cầu và khả năng chi trả, cũng như có cơ sở đối chiếu phản ánh với cơ quan chức năng nếu các cơ sở lưu trú cho thuê phòng nghỉ cao hơn giá đã đăng ký với Sở Tài chính. Đây cũng là dữ liệu để cơ quan chức năng xử lý cơ sở lưu trú vi phạm về giá. Trước nay, không ít khách sạn, phần lớn là khách sạn từ 2 sao trở xuống, đăng ký giá với Sở Tài chính. Nhưng khi cho thuê phòng thì lại bán giá cao hơn giá niêm yết, khiến cho khách bức xúc. Du lịch Nha Trang Khánh Hòa thỉnh thoảng lại bị mang tiếng chặt chém. Với việc công khai bảng giá lưu trú sẽ chống được tình trạng trên, nhất là mùa cao điểm du lịch, Khánh Hòa hiện có hơn 610 cơ sở lưu trú với khoảng 20.000 phòng. Ngày hội du lịch chợ nổi Cá Răng sẽ được thành phố Cần Thơ tổ chức trong vài ngày tới và dự kiến sẽ nâng lên thành lễ hội sông nước được tổ chức hàng năm. Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng ngày du lịch Việt Nam mùng 9 tháng 7 và tôn vinh quảng bá chợ nổi Cá Răng nhân sự kiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận chợ nổi Cá Răng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, trong 2 ngày là ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 7, ngày hội sẽ có nhiều hoạt động như trưng bày ảnh nét đẹp chợ nổi Cái Răng, diễu hành ghe tàu du lịch trên sông Cần Thơ, trưng bày các mô hình ghe xuồng trên sông, hội thi đua vỏ composite đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là lễ khai mạc kết hợp đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể các quốc gia, biểu diễn đơn ca tài tử trên sông, các gian hàng giới thiệu làng nghề truyền thống ẩm thực địa phương. Chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là một trong 7 danh mục
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Khu chợ đã được hình thành từ hàng trăm năm nay. Sự giao thương diễn ra trên sông nước đã phát họa nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng là điểm nhấn du lịch của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh du lịch liên kết hợp tác tour tuyến với các công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch đến quận Cái Răng và các quận huyện trong thành phố Cần Thơ. Trong danh sách 50 điểm đến đẹp nhất châu Á do tạp chí Condé Nast Traveler tìm chọn và công bố, có 3 điểm đến của Việt Nam, đó là Sapa, Hội An và Vịnh Hạ Long. Trong đó, Sapa được vinh danh là một trong những địa danh đẹp nhất châu Á mà du khách không nên bỏ lỡ. Theo đánh giá của tạp chí, thị trấn Sapa là địa điểm du lịch lý tưởng với khí hậu trong lành mát mẻ do bản sắc văn hóa dân tộc, nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển. Là nơi có khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, có nhiều cảnh quan đẹp hấp dẫn khách du lịch. Sapa có những tiềm năng thế mạnh để có thể phát triển du lịch. Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng như Cát Cát, Thác Bạc, Cầu Mây, Động Tả Phìn, Hàm Rồng, khu đá cổ, Bản Hồ, Tả Van, Lao Chải, Nậm Cang, Sapa còn có nền văn hóa bản địa đặc sắc như lễ hội, phong tục, tập quán lâu đời của 6 dân tộc, Kinh, Mông, Giao, Tày, Giấy và Xá Phó. Trong đó tiêu biểu là chợ văn hóa Giao Duyên Sapa, là địa điểm du lịch từng nhiều lần vào danh sách đánh giá của các trang web du lịch uy tín. Hội An, Quảng Nam là một thành phố cổ vẫn giữ được những nét giản dị gần gũi, luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ đầy cuốn hút. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016. Ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7 năm 2016, thì các thí sinh đã hoàn tất bài thi môn hóa học và địa lý. Và theo đánh giá, thì đề thi địa lý và hóa học đều có tính phân loại cao, đặc biệt môn địa lý còn mang tính thời sự cao. Đặc biệt, ngày thi thứ 3, thời tiết mát mẻ ủng hộ các thí sinh dự thi. Tại các cụm thi, tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra hiện tượng ùn tắc chen lấn. Và hy vọng ngày hôm nay là ngày đầu tuần, tình trạng giao thông sẽ thuận lợi để các thí sinh hoàn thành nốt những môn thi còn lại của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016. Theo đánh giá chung, đề thi địa lý năm nay mang tính thời sự cao về hiện tượng xâm nhập mặn mà người ta thường gọi là hạn mặn thế kỷ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết thí sinh ra khỏi phòng thi đều vui mừng cho biết đề thi địa lý năm nay dễ hơn năm ngoái. Riêng với đề thi môn hóa học vào buổi chiều, theo các thí sinh tại cụm thi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, đề thi hóa năm nay dài và khó hơn năm 2015. Một số thí sinh thi lại năm nay cho biết, không chỉ riêng gì môn hóa, tổng thể 3 môn khối A cũng khó hơn. Nói chung là khó, làm đề năm trước thì nhiều câu nó dễ hơn, năm nay khó. Thi lại thì tất nhiên là hơn năm ngoái rồi, nhưng mà đề năm nay công nhận là khó hơn năm ngoái rất nhiều. Kể cả toán, lý hôm qua cũng thế, khó hơn. Đề thi thì nó không vừa sức đâu, nó có nhiều câu khó lắm. Khoảng độ có 15 câu khó. Về đề toán thì dễ hơn ạ. Còn đề lý cũng dễ hơn, nhưng mà đề hóa thì khó hơn rất nhiều. Em thấy nó khó hơn năm ngoái và các bài tập nó khó phân tích hơn ấy ạ. Có nhiều câu lý thuyết thì thực tế thôi, nhưng mà dễ đánh lừa thí sinh hơn ấy ạ. Do là ngày thi thứ 3 diễn ra vào cuối tuần, lại là môn thi tự chọn của hai khối A và C, nên số lượng thí sinh dự thi cũng giảm hơn so với những ngày trước đó. Năm nay đấy, đang nói vào năm ngoái thì giao đưa con cái, tại sao đi khối A cho nên nhiều thế. Mà năm nay tại sao khối A sao lại nên có mấy người này nó ít quả. Thì tôi cũng nghe báo chí nó có một nhiều con nơi thì có mỗi khối A có một người thôi. Đấy là cái đó là mình cũng cái đó cũng không biết năm nay nó là sao. Tại sao cái thi chiều qua đi thi thì cũng thấy coi như là ít xe. Đấy. Chiều nay đi ra thì lại thấy đây có ít xe loanh quanh đây thôi. Thì chả biết là thí sinh người ta đưa con đến đây người ta đi về thế nào thì là mình không biết bây giờ. Nhưng còn người đợi đây đấy có cái số này. Đấy. Lý do là như các trường thì nói cho đúng là trường Uy của Hà Nội này thì lấy điểm cao. Ví dụ bây giờ được 24, 25 điểm mà coi như còn không đỗ thì coi như là biết làm thế nào. Thì từ chỗ đó là có thể là người ta chuyển sang những cái môn khác. Theo báo cáo nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày mùng 3 tháng 7, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn hóa học
là gần 350.000 thí sinh, trong đó cụm thi đại học là hơn 300.000, môn địa lý là hơn 400.000 thí sinh, trong đó cụm thi đại học là hơn 200.000 thí sinh. Có 66 trường hợp vi phạm kỷ luật, trong đó có 13 trường hợp bị khiển trách và cảnh cáo, còn 53 sĩ tử bị đình chỉ thi. Ngày hôm nay, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng với hai môn thi là lịch sử và sinh học. Buổi sáng các thí sinh thi môn lịch sử, còn buổi chiều là thi môn sinh học. Tiếp theo chương trình sẽ là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Quốc hội vừa lùi việc hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự 2015 vì phát hiện có hơn 90 sai sót, đồng thời lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự 2015, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự 2015, Luật Thi hành Tạm giam, Tạm giữ 2015 do có viện dẫn một số quy định của Bộ Luật Hình sự 2015. Và nhiều bạn đọc đã thắc mắc là tại sao như vậy, quy trình lập pháp có vấn đề hay là ai chịu trách nhiệm. Báo Pháp luật TP HCM đã có cuộc trao đổi với ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào thời điểm cơ quan này chủ trì soạn thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015 để cùng tìm ra câu trả lời. Theo ông Hà Hùng Cường, Bộ Tư pháp đã tổng kết việc thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999 rất bài bản để sửa đổi toàn diện. Trên cơ sở đó, Thường trực Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp, thông qua đường lối quan điểm về từng vấn đề rất cụ thể. Giảm án tử hình chỗ nào, trách nhiệm hình sự pháp nhân ra sao? Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về quan điểm định hướng lớn và được đồng ý. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp chủ trì cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao bắt tay soạn thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trả lời cho câu hỏi, chuẩn bị kỹ như vậy, tại sao Bộ Luật Hình sự 2015 vẫn có nhiều sai sót đến như vậy? Ông Hà Hùng Cường cho biết là theo ông biết thì Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã chủ trì việc rà soát lại toàn bộ Bộ Luật Hình sự 2015. Về phía Bộ Tư pháp cũng đánh giá lại quá trình soạn thảo. Kết quả cho thấy những sai sót báo chí nêu là sai sót kỹ thuật. Còn quan điểm định hướng tiến bộ mà Chính phủ trình sang Quốc hội thì vẫn được giữ nguyên. Rà lại dự thảo mà Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ trình Quốc hội thì thấy có 3 nội dung sai sót cũng là kỹ thuật. Kể cả dự thảo mà Chính phủ trình xin ý kiến nhân dân và sai sót đó cũng là rất ít. Trang tư báo Tiền Phong ngày hôm nay đăng tải bài viết sau sự cố cá chết do Formosa xả thải, biển Bắc Trung Bộ an toàn đến đâu. Kết quả phân tích chất lượng nước ven bờ tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ cho thấy nước tầng mặt ở các bãi tắm đều nằm trong giới hạn cho phép về chất lượng. Tuy nhiên, sự cố môi trường vừa qua diễn ra ở tầng đáy nên môi trường biển miền Trung có thực sự an toàn phải dựa vào các kết quả phân tích cá, nước, trầm tích tầng đáy đang được các nhà khoa học tiến hành. Theo công bố, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, chất lượng nước ven bờ tại các bãi tắm an toàn nằm trong giới hạn cho phép. Theo Phó sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, dựa trên kết quả quan trắc môi trường biển, kết quả phân tích các mẫu cá biển đánh bắt được do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện, cũng như kết quả đo đạc lấy mẫu nước biển trầm tích đáy biển của một nhóm nghiên cứu độc lập được công bố trên mạng Internet, thì biển miền Trung an toàn. Người dân có thể vô tư tắm biển. Tuy nhiên, với những thông tin mà Chính phủ vừa công bố về nguyên nhân cá chết tạm thời không nên ăn cá tầng đáy được đánh bắt ở cách bờ khoảng 10 hải lý trở vào. Theo tiến sĩ Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tìm nguyên nhân cá chết, hải sản được đánh bắt ở vùng biển cách bờ khoảng 10 hải lý trở ra là an toàn. Hầu hết các khu kinh tế, công nghiệp ven biển hiện nay đều có vấn đề về môi trường. Trong đó thì sự cố ở Vũng Áng là sự cố có tác động rộng lớn và nghiêm trọng đầu tiên. Đây là lời cảnh tỉnh cho các nhà quản lý trong việc kiểm tra giám sát công tác môi trường ở tất cả các khu kinh tế, công nghiệp ven biển. Trong vụ việc công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải khiến hải sản chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã thừa nhận có nhiều lỗ hổng về quản lý môi trường. Theo Bộ trưởng, thì việc quản lý xả thải đối với Formosa Hà Tĩnh có thể được thực hiện theo hai loại quy chuẩn quốc gia. Trong đó, quy chuẩn 40 áp dụng đối với nước thải công nghiệp và quy chuẩn 52 kiểm soát nước thải đối với ngành công nghiệp gang thép. Trên thực tế, quy chuẩn 40 kiểm soát nhiều thông số hơn, còn quy chuẩn 52 chỉ kiểm soát 12 thông số, tức là yêu cầu thấp hơn. Và cũng theo ông, thì trong trường hợp này phải áp dụng cả hai loại quy chuẩn trên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo cho rằng một số dự án công nghiệp ven biển đang được xây dựng như là Đình Vũ, Cát Hải ở Hải Phòng, Phú Quốc ở Kiên Giang, Dung Quất, Chu Lai cũng cần được xem xét để đánh giá kỹ.
Ví dụ như cảng Lạch Huyện tại Đình Vũ Cát Hải được kỳ vọng sẽ thành cảng quốc tế hiện đại bậc nhất, nhưng cũng có nhiều lo ngại. Bởi vì cảng này nằm trong vùng có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên biển và lục địa, không ít giá trị là di sản cấp quốc tế như là Vịnh Lan Hạ, quần đảo Long Châu. Khu vực đó dòng chảy quấn, cho nên là nếu có sự cố sẽ rất khó xử lý. Và một số khu vực khác như là Nghi Sơn của Thanh Hóa, Dung Quất cũng cần phải có đánh giá và kiểm tra về những tác động của môi trường. Cứ đi khai sinh có tên trong hộ khẩu là phải đóng các loại phí như người lớn, kể cả những loại phí đến người lớn cũng không biết là nộp rồi chi như thế nào. Sự việc lạ lùng này diễn ra nhiều năm qua ở tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tại Thanh Hóa vừa lọt lòng đã cõng các loại phí là nhan đề bài viết được đăng tải trên chương 6 của báo Thanh Niên ngày hôm nay. Trong thông báo của các thôn ở xã Minh Lộc ghi rất rõ với nội dung thông báo công khai về việc thu tiền nhân dân đóng góp phục vụ phong trào văn hóa xã hội, thanh thiếu niên, vui chạy hè bóng đá hàng năm với các mục thu. Thu quỹ thiếu niên bóng đá là 30.000 đồng một khẩu một năm, phúc lợi xã hội 20.000 đồng một khẩu một năm, quỹ thôn làng văn hóa 20.000 đồng một khẩu một năm, quỹ khuyến học 10.000 đồng một khẩu một năm, quỹ họp dân là 50.000 đồng một hộ một năm. Hộ ông Nguyễn Lợi Thành, thôn Hợp Minh có 6 khẩu, tổng số tiền phải nộp tới 540.000 đồng. Thực tế, theo tinh thần chỉ thị số 24 ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ, thì các khoản đóng góp của nhân dân nếu có đóng góp thì sẽ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không mang tính ép buộc. Nhưng trong văn bản thông báo của các thôn ở xã Minh Lộc ghi rất rõ, yêu cầu ông bà chuẩn bị đủ số tiền trên về giao nộp cho thôn đúng thời gian, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2016. Nếu hộ nào chưa nộp đủ tiền đúng lịch, sẽ bị bêu tên hàng ngày trên loa phóng thanh và dọa sẽ bị cắt điện. Theo phản ánh của nhân dân thì mỗi khi đi xin dấu, câu đầu tiên cán bộ hỏi là đã đóng hết tiền chưa, nếu chưa sẽ bị gây khó dễ. Các khoản thu của thôn, của xã khiến người dân vùng bãi ngang vốn nghèo khó lại càng thêm xây sẩm mặt mày. Ngân hàng thua lỗ, giới đầu cơ làm giá lũng đoạn tràn lan, sàn giao dịch vàng biến thành sòng bạc, tỷ giá quay cuồng, lạm phát tăng vọt, kinh tế vĩ mô bất ổn. Những hậu quả từ quá khứ đang được các chuyên gia đặt ra trước đề xuất khởi động đề án huy động nguồn vàng trong dân. Bài viết trên trang 6 của báo Thanh Niên, lại huy động, hãy cẩn trọng. Mới đây, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam VGTA kiến nghị lên Thủ tướng khởi động lại đề án huy động vàng trong dân. Đáng chú ý nhất là đề xuất huy động 500 tấn vàng, tức là tương đương với gần 20 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội này cho rằng cần phải lôi số vàng trong két đó ra, nhà nước phát hành các chứng chỉ hút vàng về, sau đó dùng số vàng này làm tài sản thế chấp các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài để vay ngoại tệ với lãi suất thấp, phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Về việc lập sàn giao dịch vàng hoạt động như mô hình sàn giao dịch chứng khoán, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm cho rằng Ngân hàng Nhà nước không phải là một nhà kinh doanh vàng chuyên nghiệp và đây cũng không phải là chức năng chính. Nhiệm vụ hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước là giữ ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. Lập sàn vàng huy động vàng lợi thì có lợi, nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thì hoàn toàn chưa phù hợp khi mà vàng luôn biến động, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Một chuyên gia nêu vấn đề thói quen của người Việt lâu nay là vẫn tích trữ vàng làm tài sản trú ẩn an toàn. Để người dân giữ tờ giấy thay vàng để giao dịch rất khó khả thi. Trong khi đó thì phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường đều là giới đầu cơ lướt sóng. Lúc đó thì rất dễ dẫn tới tình trạng bát nháo đầu cơ trên các sàn giao dịch vàng. Nguyên chủ tịch thành phố Vũng Tàu tiếp tay dự án lừa là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 5 của báo Tuổi Trẻ. Sáng ngày 3 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã khởi tố bị can và khám xét nơi làm việc, nhà ở đối với ông Phan Hòa Bình, 58 tuổi, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Hành vi vi phạm tội của ông này liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp ở phường 11 thành phố Vũng Tàu, gọi tắt là Metropolitan, do công ty cổ phần địa ốc An Khang làm chủ đầu tư. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, việc tham mưu và ký quyết định chuyển mục đích đất trong dự án Metropolitan gây thất thoát cho ngân sách gần 20 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tội cố ý làm trái đối với ông Vũ Quốc Tuấn, ông Nguyễn Quốc Trung, ngày 3 tháng 7 khởi tố tiếp ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Chí. Riêng ông Nguyễn Thanh Sơn bị khởi tố là vì hành vi thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Metropolitan mà không căn cứ vào các quy hoạch được phê duyệt trước đó, chỉ căn cứ vào quy hoạch do công ty An Khang trình lên rồi tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân ký
Hậu quả là dẫn đến quy hoạch này trùm lên cả phần đất công của nhà nước và đất ở ổn định của các hộ dân. Kết quả điều tra cho thấy là trong số hơn 300 nền đất mà công ty An Khang ký hợp đồng bán cho người dân, có hơn 30 nền đất là trồng lấn lên đất của nhà nước, 10 nền đất trồng lên các hộ đang sử dụng hợp pháp. Tại thời điểm cơ quan công an khởi tố vào tháng 2 năm 2014, thì quỹ của công ty An Khang không còn tiền mặt. Đáng chú ý là tổng số hơn 400 tỷ đồng thu được của người dân, công ty An Khang chỉ sử dụng gần 25 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng dự án và chi hoạt động thường xuyên của công ty. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị các bạn hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với người cha của 4 đứa con, đạo diễn điện ảnh Trần Lực, trao đổi về cách làm bạn với con như thế nào. Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, bộ sưu tập quần jean dành cho người tị nạn lấy cảm hứng từ chính sự khủng hoảng di cư đang tạo sự chú ý lớn tại tuần lễ thời trang Berlin của Đức. Khám phá Algarve, thiên đường du lịch mới nổi ở Bồ Đào Nha, điểm đến lý tưởng cho những du khách sợ rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi ảnh Những ông bố Việt Nam của Đại sứ quán Thụy Điển, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm đến từ các tác giả thuộc nhiều vùng miền trong cả nước. Mỗi bức ảnh tham dự cuộc thi thể hiện một câu chuyện đơn giản đời thường nhưng rất ý nghĩa của những người đàn ông Việt Nam đã gánh vác trách nhiệm chăm nuôi con cái và gia đình cùng với người phụ nữ, đồng thời nêu bật tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa bố và con. Và tại buổi lễ trao giải, bức ảnh đẹp nhất đã được trao cho tác giả Huỳnh Nam Đông, thành viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Đà Nẵng, với tác phẩm thể hiện tình cảm của người cha đang thay người mẹ chăm sóc con sinh non. Ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại. Một ông bố miền xuôi đang buộc tóc cho con gái. Một người cha đang tắm cho con trai bé bỏng. Hoặc một ông bố đang dẫn các con lên nương rẫy. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống đời thường của những ông bố trên khắp mọi miền đất nước. Đại sứ Thụy Điển bà Camilla Milander rất vui mừng khi cuộc thi nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Tôi rất hạnh phúc khi cuộc thi nhận được nhiều những bức ảnh đẹp đến vậy. Mục đích của chúng tôi khi tổ chức cuộc thi là giúp thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa chồng và vợ mạnh mẽ hơn trong các gia đình Việt Nam, gồm chăm sóc con cái và phân chia việc nhà giữa những người bạn đời. Sau quá trình chấm chọn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Huỳnh Nam Đông, thành viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Đà Nẵng. Tác phẩm của anh thể hiện tình cảm của người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non. Giải nhì thuộc về tác giả Trần Thiết Dũng đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tác phẩm của anh ghi lại trong một chuyến thực tế ở Hà Giang, ghi hình ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà bà ngoại. Giải ba thuộc về tác giả Đào Anh Tuấn đến từ Hà Nội. Tình cờ vào được cái khoa như sơ sinh này thì thấy những người cha lại làm rất nhiều việc thay cho bà mẹ. Cụ thể là cái việc sử dụng cái phương pháp kangaroo để ấp những đứa con sinh non. Và trong trường hợp này thì là có thể là rất là cảm động. Cái cảnh mà đang nhìn thấy là ở cao nguyên đá Đồng Văn Mèo Vạc Hà Giang đó, mình có cái cảm giác là đây, thấy cái tình cảm cha con, bây giờ bố là coi như phải thay mẹ đó. Thế bé này chắc giỏi lắm, được chừng 5 tháng không nhìn thấy bé thì mà không, bây giờ phải lo đưa con đi rồi dắt cái bé, thì từ lúc đó mình thấy cái hình ảnh nó xúc động quá. Được biết là đạo diễn, diễn viên Trần Lực tham gia với tư cách là đồng giám khảo cuộc thi. Anh cũng là người cha của 4 đứa con, trong đó có 3 con còn khá nhỏ. Anh không ngần ngại chia sẻ, làm bố là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nhưng trở thành một người cha tốt không phải là một cái gì đó bạn học được qua một đêm và phải mất rất nhiều công sức, thời gian và sự kiên nhẫn và trên hết là tình yêu thương. Và câu chuyện buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện với đạo diễn điện ảnh Trần Lực để lắng nghe chia sẻ của anh về cách anh làm bạn với con như thế nào. Xin
chào anh. Tôi rất ấn tượng với cách mà anh làm bạn với con thông qua chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế. Có vẻ với anh thì chuyện hơn con quá nhiều tuổi, hay nói đúng hơn là khoảng cách về thế hệ giữa hai bố con không phải là vấn đề đúng không ạ? Với tôi thì chẳng có gì khó khăn cả, và với người khác chắc vậy thôi. Quan trọng là cái tình cảm cha mẹ với con cái nó đặc biệt lắm. Chính vì cái tình cảm nó rất là lớn như thế, cho nên về tuổi tác thì chẳng phải riêng tôi đâu mà ai thế, chẳng có cái khoảng cách gì đâu. Mỗi người có một cái cách thể hiện riêng. Ông cha ta thì nói rằng là cha mẹ sinh con và trời thì sinh tính, và rằng thì mỗi đứa con trong gia đình thì đều mang những đặc điểm tính cách khác nhau, mà anh thì có tới 3 con nhỏ. Vậy thì có khi nào anh cảm thấy bất lực khi mà muốn áp đặt cho chúng điều gì đó? Thực ra là mình cứ phải tạo một cái mối quan hệ bạn bè với con mình ấy. Quan hệ bạn bè đã là bạn bè thì là bình đẳng hết, song phẳng, bình đẳng với nhau, không ví dụ với đứa con này đứa con khác, thì mình đều có một cái mối quan hệ nó như vậy đấy, và cả bố cả con đều con nhau là bạn bè cả. Thế nên là ở trong nhà tôi thì cho đến bây giờ là không có cái chuyện kiểu như là đứa lớn thì trách là bố là tập trung vào em bé nhiều quá vân vân, bởi vì là tôi tạo một cái không khí bè bạn thôi. Bố cũng có thể cởi mở với từng thành viên ở trong gia đình, từ bé nhất cho đến lớn nhất. Đấy, cho nên là tự các cháu nó thấy rằng đó là cái chuyện nó bình thường, và không có gì gọi là một cái vấn đề ở trong gia đình tôi cả. Kiểu gì thì mình cũng là người lớn, mình cũng có những cái công việc của mình. Tôi thì rất là bình đẳng với con tôi, và tôi tôn trọng những cái sở thích, những cái suy nghĩ của các bạn ấy, những cái quyết định của các bạn ấy. Nhưng mà đôi khi những cái quyết định của các bạn ấy sai. Đấy, lẽ ra chẳng hạn thì mình có thể bình tĩnh hơn, mình có thời gian hơn, nhưng người lớn chúng mình có công việc, nhiều khi tôi cũng phải áp đặt các con tôi vào. Và thường thì chúng nó phản ứng mạnh lắm, nó phản ứng mạnh bằng cách tức là gì, nó không làm theo ý tôi hoặc là làm một cách chống chế. Thì đấy nó là cái thất bại của tôi. Và tôi mỗi lần như thế thì tôi thấy rằng là mình không nên ép con mình cái gì. Tôi nghĩ là trẻ con ấy, mà trẻ con là ai thế thôi, chúng ta có một cái thời gian nó không dài lắm đâu, đó là tuổi thơ. Tuổi thơ là đối với tất cả các bé thì đều chúng đều sống một cách hết sức hồn nhiên. Tôi tôn trọng cái sự hồn nhiên ấy, cho nên tôi để cho các con tôi nó thoải mái. Khi mà nó đã trưởng thành rồi thì tự các cháu nó sẽ vào guồng thôi. Đấy, cái quan trọng đấy là mình, mặc dù mình để cho các cháu nó tự do, nhưng mình vẫn cứ phải hướng cho các cháu nó tới một cái cuộc sống nó tốt đẹp, với một cái cuộc sống nó đầy nhân văn hơn. Phải ví dụ như tôi chẳng hạn, thì mặc dù là tôi để các cháu tự do, nhưng tôi cũng rất là hay dẫn dắt con tôi đi để mà cho các cháu nó trải nghiệm được cuộc sống. Ví dụ như là đi cái chương trình Bố Mình Đi Đâu Thế, tôi cũng rất bận việc, nhưng mà nó là cái cơ hội để cho con tôi nó được trải nghiệm. Hoặc là những cái chương trình khác với những đứa con khác ở trong nhà tôi cũng vậy, cứ có cơ hội là tôi cho các cháu nó trải nghiệm, để các cháu nó thấy rằng ấy, ở trong nhà nó là như vậy đấy, cái sự tự do như vậy, nhưng rõ ràng ra ngoài là nó khác rồi, giả sử nó khác rồi, chỉ cần là các cháu nó có một chút suy nghĩ về cái đấy thôi, như thế là thành công rồi đấy. Và tôi sẵn sàng và để cho các cháu nó tự do ở trong cái vòng tay của gia đình. Anh xử lý một ngày của anh như thế nào khi bên cạnh anh là ba đứa trẻ nhỏ, và tôi biết rằng thì anh vẫn rất là chăm chỉ đưa con đi học cũng như là cho con ăn. Vì bận cho nên là tôi phải tìm những thời gian, ví dụ như là buổi sáng có thể là chỉ 5-10 phút thôi, buổi chiều đón các con 5-10 phút đến 20 phút, hoặc là tối chơi với các con. Đấy, nhưng mà nó cứ đều đều hàng ngày, chính cái thời gian rất ngắn đấy, đó là cái thời gian để cha con tôi gần nhau, để chúng tôi có thể trò chuyện được với nhau. Và để cái quan trọng nữa là để cho các con tôi nó thấy rằng là sau lưng chúng nó luôn luôn có một cái người cha. Có một cái người cha chứ không riêng chỉ có mỗi mẹ. Mẹ thì chắc chắn là chăm chỉ hơn rồi, nấu nướng giặt giũ tắm rửa nhiều hơn bố rồi. Thế nhưng mà đấy, để cho nó thấy rằng là đằng sau ngoài mẹ ra, chăm sóc người mẹ còn có người bố nữa. Cho nên là tôi tận dụng thời gian, cứ hở thời gian là tôi ở bên cạnh các cháu, ví dụ đi học đưa đi học đón về, hoặc là chơi cùng chúng nó. Và sẵn sàng là làm đồng minh của chúng khi mà chúng bị mẹ mắng đúng không? Đúng rồi, đôi khi là mình cũng phải. Anh có nghĩ rằng chính vì anh hoàn thành cái vai trò của một ông bố trong gia đình rất là chu đáo, nên ban tổ chức chương trình chọn anh là một vị đại sứ của cái chương trình này không? Tôi thì cũng như ông bố khác thôi, mỗi người có một cách thể hiện khác thôi, chứ không phải tôi cũng chẳng tốt gì đâu, ông bố nào cũng thế cả thôi. Chứ không phải là tôi là người bố đặc biệt gì đâu, tôi cũng như các ông bố khác thôi mà. Ai thế thôi, bố mẹ nào chả yêu con, chả mong cho con mình có những cái điều tốt nhất cho con mình có cuộc sống tốt nhất, có điều kiện tốt. Ai thế? Vâng, xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với thông tin về một số sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7. Ngày hôm nay, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ kết thúc sau 4 ngày diễn ra. Sáng nay, các thí sinh sẽ thi môn lịch sử với thời gian làm bài 180 phút và buổi chiều sẽ thi môn sinh học. Dự kiến kết quả của thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay sẽ có vào ngày 20 tháng 7. Các cụm thi công bố kết quả điểm thi và các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông trước ngày 1 tháng 8. Ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ triển khai thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở các cơ quan đơn vị tại thành phố. Việc này đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy sang vật liệu PET theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, giảm áp lực việc tập trung đông người tại bộ phận một cửa và trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe. Bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 8 tháng 7, tại khu đô thị Shibuya Hà Nội sẽ diễn ra trại hè sáng tạo. Đây là một trại hè dành cho các hoạt động thủ công và thiết kế trang trí dành cho thiếu nhi tại các nhóm tuổi khác nhau. Đưa ra nhiều khóa học để phát triển khả năng sáng tạo và nắm bắt các kỹ năng mới khi sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau như vải, giấy, sơn màu, keo, bìa cứng và nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay sẽ diễn ra hội thảo quản trị rủi ro và sự thay đổi mới nhất về thuế khi doanh nghiệp gia nhập TPP. Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp trả lời các câu hỏi cũng như những trăn trở khi gia nhập TPP. Như công tác quản lý rủi ro về thuế thì doanh nghiệp nên làm như thế nào? Cách giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi ích về thuế để doanh nghiệp có thể phát triển kinh doanh bền vững khi Việt Nam tham gia hội nhập TPP.